Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại, đó là cam thảo đất. Đây là cam thảo đất khô các bác nhé. Loại này thì được mọc hoang dã trên tất các tỉnh nước ta. Đấy, thì các bác kiếm được thì kiếm, còn không kiếm được thì có thể liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Đây là cây cam thảo đất được chặt ra và phơi khô. Thì bên em có bán cam thảo đất này, rồi cam thảo này, rồi cỏ ngọt này, la hán này, và các đặc sản núi rừng, các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng nhé, các đồ ngâm rượu. Các bác cần loại nào thì có thể liên hệ cho em, các loại như kha tử, trị ho này, vân vân. Hoa đu đủ đực này, mật nhân này, ba kích, sâm cau, ngọc cẩu, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa, xạ đen, an xoa, cà gai neo. Loại này rất dễ kiếm nhé, các bác có thể kiếm được. Nếu các bác không kiếm được, có nhu cầu thì vui lòng liên hệ hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Bên em có giao hàng đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì em xin giới thiệu cái tác dụng của cái cây cam thảo đất này. Cam thảo đất thì có tác dụng là nhuận phế này, giúp thanh nhiệt này, mát gan, giải độc cho cơ thể này, giúp lợi tiểu và tiện tỳ này, giúp ngăn ngừa các cái biến chứng của bệnh tiểu đường và hạ huyết áp các bác nhé. Cái này hạ huyết áp, tác dụng điều trị viêm họng này, ho và cảm lạnh này, giúp điều trị các chứng nhiệt miệng hay run sẩy ở trẻ em. Những cái người nên sử dụng thì những người bị men gan cao này, nóng gan này, và người thường xuyên sử dụng rượu bia này, bệnh nhân bị tiểu đường type 2 này, bệnh nhân tăng huyết áp này, bệnh nhân bị phù thủng này, trẻ nhỏ bị viêm họng cảm sốt, những người bị viêm họng. Liều dùng thì mình sử dụng khoảng 30 gram một ngày dưới dạng lấu nước uống các bác nhé. Đây là cái hoa của nó các bác. Loại này thì khi lên nó rất nhiều hoa. Cũng có đợt thì nó chưa có hoa, nhưng mà này nó rất nhiều hoa. Đây là phơi khô cong. Các bác nấu nước hoặc là mình cho vào cái bình giữ nhiệt, mình hãm cho mình uống các bác nhé. Hoặc là hãm trà cũng được. Hãm trà như trà xanh các bác. Rất dễ sử dụng. Trước khi nấu thì các bác có thể rửa qua một lần nước đi cho nó sạch cái bụi đi. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin Zalo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bác.